Con cháu của tôi, nguyện ơn và hòa bình của Chúa Giêsu Kitô cùng với bạn, làm đầy trái tim và tâm hồn của bạn với một mục đích kiên định và cảm hứng thiêng liêng. Hôm nay, tôi muốn nhắc lại tình yêu, sức mạnh và sự hướng dẫn tuyệt vời từ Chúa Giêsu và Đức Chúa Trời, giúp bạn sống một cuộc đời có tác động và đầy đủ. Chúa Giêsu đã nói ta là con đường, sự thật và sự sống. Không ai đến Cha nếu không qua ta. Hãy đón nhận Chúa Giêsu là hướng dẫn của bạn, vì Ngài là con đường đến cuộc sống bất diệt và nguồn của sự khôn ngoan và sức mạnh vô tận. Khi bạn tuân theo sự dạy dỗ của Ngài, bạn sẽ khám phá ra một con đường của công bình và tìm ra ý nghĩa thực sự của cuộc sống. Trong những lúc nghi ngờ hay không chắc chắn, hãy quay về với Đức Chúa Trời và tìm sự an ủi trong hiện diện của Ngài. Hãy tin tưởng Chúa với tất cả trái tim của bạn và đừng dựa vào sự hiểu biết của bạn. Hãy cam kết mọi việc của bạn với Ngài, và Ngài sẽ dẫn bạn đi trên con đường thẳng. Hãy đặt niềm tin của bạn vào sự khôn ngoan và sự hướng dẫn thiêng liêng của Đức Chúa Trời. Biết rằng Ngài sẽ chỉ đường cho bạn và dẫn dắt bạn đến một tương lai đầy hy vọng và mục đích. Hãy nhớ rằng bạn là con cái yêu thương của Đức Chúa Trời. Hãy nhìn vào tình yêu vĩ đại mà Cha đã rót tràn trên chúng ta, để chúng ta có thể trở thành con cái của Ngài. Hãy cho sự thật sâu sắc này làm nền tảng cho danh tính của bạn, và đầy quyền năng để bạn sống một cuộc sống đầy tình yêu, lòng trắc ẩn và ân sủng. Nhờ vào sự sống, cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu, bạn đã được giải thoát khỏi những gông cùm của tội lỗi và được cung cấp một khởi đầu mới. Bạn đã được cấp một khởi đầu mới và cơ hội để tạo ra tác động lâu dài trên thế giới. Hãy để tình yêu làm nguyên tắc chỉ đạo của bạn. Một điều mới mẻ tôi muốn giao cho bạn, đó là hãy yêu nhau như Chúa Giêsu đã yêu bạn, để bạn cũng phải yêu nhau. Hãy phản ánh tình yêu của Chúa Giêsu trong lời nói, hành động và tương tác với người khác bằng cách thể hiện tính vị tha, tử tế và lòng trắc ẩn. Bạn có thể biến đổi cuộc sống và mang lại hy vọng cho những người cần đến khi đối mặt với những thử thách và trở ngại. Hãy dũng cảm và tự tin đối mặt với mọi thử thách, vì Đức Chúa Trời đang ở bên cạnh bạn. Hãy mạnh mẽ và dũng cảm, đừng sợ hãi, đừng nản lòng, vì Đức Chúa Trời của bạn sẽ ở bên bạn ở bất cứ nơi nào bạn đi. Cuối cùng, hãy nhớ rằng cuộc sống của bạn có một mục đích, được kết nối chặt chẽ với kế hoạch tuyệt vời của Đức Chúa Trời. Vì tôi biết những kế hoạch mà tôi có cho bạn, thông qua Chúa, kế hoạch để phồn vinh bạn và không phải để hại bạn, kế hoạch để mang lại hy vọng và tương lai tốt đẹp cho bạn. Hãy đón nhận sự thật này và đi bước chân tự tin trong hướng dẫn của mình, biết rằng tay của Đức Chúa Trời đang dẫn dắt bạn trên mọi bước đường. Nguyện tình yêu của Chúa Giêsu và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời truyền cảm hứng và trao quyền cho bạn để sống cuộc sống phản ánh sức mạnh và ân sủng phi thường của họ. Cộng đoàn đừng quên tạ ơn Chúa nhé. Amen.